giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ Bạch Long tâm sự về chuyện đời ngang trái, hé lộ nguyên nhân vẫn lẻ bóng ở tuổi xế chiều. Trong giới nghệ thuật, nghệ sĩ Bạch Long được xem là nhân vật kỳ cựu, gạo cội. Ông không chỉ tham gia diễn xuất kịch, đóng phim, mà còn góp mặt trong cả những vở tuồng cổ. Sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn, không mấy nổi bật, ông lấy đó làm ưu thế cho nghề diễn để mang lại tiếng cười khó quên và được đông đảo khán giả đón nhận. Là một tên tuổi lớn và hết sức nổi tiếng, nhưng cuộc sống của nghệ sĩ Bạch Long lại gặp nhiều trái ngang và bấp bênh. Ở tuổi xế chiều, ông có một cuộc đời cô đơn, chẳng vợ con khiến người ta phải chạnh lòng. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống với sân khấu hát bội, khi cha là nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn, mẹ là nghệ sĩ Huỳnh Mai. Điều đó đã giúp cho nghệ sĩ Bạch Long có cơ hội được tiếp xúc và đam mê với loại hình nghệ thuật này. Những vai diễn của ông đều rất nổi bật và nhận được tình cảm yêu mến, đón nhận từ đông đảo khán giả. Trong suốt sự nghiệp của mình, nghệ sĩ Bạch Long không chỉ đứng trên sân khấu hát bội mà còn sở hữu nhiều vai diễn cải lương gây tiếng vang. Sau này không còn xuất hiện nhiều trên sân khấu như trước, nghệ sĩ Bạch Long chuyển sang làm ông bầu và thành lập đoàn đồng ấu Bạch Long, lăng xê không ít học trò tài năng được đông đảo khán giả đón nhận nhiệt tình. Khi kể về những mối tình đi qua cuộc đời mình, nghệ sĩ Bạch Long vô cùng cảm khái nói rằng ngày trước ông được rất nhiều bóng hồng yêu mến và cũng từng có ý định kết hôn, sinh con. Thế nhưng vì duyên chưa tới nên đa số những mối tình của người nghệ sĩ này đều đứt gánh giữa đường. Ông cũng thừa nhận rằng vì tâm huyết với nghề và quá chuyên tâm vào dạy dỗ học trò nên nhiều cô người yêu ngày đó sớm chia tay ông và đi lấy chồng khác. Trẻ ngoài nhất chính là việc nghệ sĩ Bạch Long từng mua chiếc nhẫn tặng cho người yêu sau nhiều tháng ngày gom góp dành dụm. Nhưng người yêu ông lại không đeo vừa, đem đến tiệm vàng đổi. Ai ngờ nhẫn đổi xong thì cô người yêu cũng lấy luôn chủ tiệm vàng. Theo thông tin được biết, bước qua tuổi xế chiều nhưng nghệ sĩ Bạch Long lại chẳng có cuộc sống thảnh thơi, ăn nhàn như nhiều người nghĩ. Ông vẫn phải chạy lo ăn từng ngày, phải trả tiền thuê nhà. Thu nhập ông kiếm được cũng chỉ chạy lo được một ngày hai bữa ăn. Ở tuổi 60, vì không lập gia đình sinh con, nên cuộc sống của nghệ sĩ Bạch Long càng thêm cô đơn quạnh quẽ. Dù gặp nhiều khó khăn, trải qua không ít sóng gió, nhưng người nghệ sĩ gạo cội chia sẻ rằng bản thân ông lại thấy thoải mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có thể nói câu chuyện về cuộc đời của nghệ sĩ Bạch Long cùng với mối tình tréo ngoe trong quá khứ đã và đang thu hút sự quan tâm của không ít khán giả. Đa số đều cảm thấy xót xa và chạnh lòng cho một tên tuổi lớn như nghệ sĩ Bạch Long. Đến tuổi xế chiều vẫn sống chật vật, cô đơn. Còn bạn, bạn suy nghĩ như thế nào về cuộc đời của nghệ sĩ Bạch Long? Hãy chia sẻ quan điểm của mình nhé! Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé!